Trong thời gian vợ đi công tác, vì quá nhàm chán mà Dave đã tự tạo ra một mê cung cho riêng mình, đó là một mê cung bằng giấy to bằng chiếc giường ngủ. Nhưng không thể ngờ rằng ngay khi vừa chui vào trong đống hộp giấy nhỏ xíu, thì bên trong đó lại là một không gian rộng lớn. Nó như một mê cung khiến Dave không thể tìm thấy lối ra, để rồi anh đã bị mắc kẹt ở bên trong mê cung này cũng đã là 3 ngày. Đến khi vợ trở về thì không thấy bóng dáng của anh đâu, thay vào đó là chỉ nghe thấy tiếng anh nói ở bên trong đống hộp giấy giữa phòng khách. Cô vợ liền hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra. Dave cũng đành nói ra sự thật rằng mình đã bị mắc kẹt ở trong đây đã là 3 ngày. Nhưng Annie không hề tin lời anh nói, vì làm sao mà một người đàn ông lại có thể lạc trong đống bìa cắt tông to bằng chiếc xe máy được cơ chứ? Nhưng khi cô vừa động vào nó thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Dave. Vì thế mà Annie mới không dám động đến chiếc hộp đó nữa. Đến khi cô định chui vào trong với Dave thì anh ta đã ngăn cản. Và Dave sợ rằng vợ cũng sẽ bị lạc bên trong đó giống mình, nghĩ rằng chỉ là anh chồng đang đùa để tạo bất ngờ khi cô đi công tác về. Nên Annie đã cầu xin Dave hãy chui ra ngoài vì cô không muốn đùa nữa. Nhưng có cầu xin như thế nào thì Dave cũng không hề chui ra. Hết cách, Annie chỉ có thể gọi anh bạn của Dave tên là Nick đến. Và Nick cũng không thể tin được là bạn mình đang bị lạc trong đống bìa giấy nhỏ xíu giữa nhà. Hai người nghĩ mãi cũng không có cách nào để dụ Dave ra ngoài. Điều này làm Annie bắt đầu cảm thấy chán nản, háo hức trở về để gặp chồng mà giờ anh ta lại trốn trong đống giấy không chịu ra. Nick đã thử cách gõ vào thùng giấy để tạo ra tiếng động, cho Dave đi theo tiếng động tìm được lối thoát ra ngoài. Nhưng cuối cùng thì cách đó vẫn không thể giúp Dave thoát khỏi chiếc hộp mê cung này. Hết cách, họ lại chỉ đành gọi thêm một cậu bạn nữa đến. Nhưng không ngờ vì chuyện này quá kỳ lạ mà anh bạn đó đã dẫn theo một đoàn quay phim đến để quay lại điều lạ lùng này. Và tất nhiên là đây vẫn không đồng ý cho mọi người chui vào trong cùng mình. Điều này lại làm Annie thêm phần buồn rầu. Lúc này Dave đã gọi vợ lại gần để anh nói với cô một điều. Đó chính là Dave đang rất nhớ Annie. Nghe thấy thế, cô ấy đã quyết định bỏ ngoài tai lời ngăn cản của chồng. Rồi cô đã đi chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết để cô sẽ đi vào đó cùng với Dave. Ban đầu Annie chỉ dự định là sẽ đi một mình. Nhưng vì tò mò và muốn có một chút tài liệu mới lạ, nên đoàn quay phim cũng đã đòi đi theo Annie. Họ đã tự mình đi vào trong và không cho Annie cơ hội ngăn cản. Đến khi vào bên trong thì mọi người vô cùng kinh ngạc. Không ngờ nhìn mấy thùng giấy nhỏ xíu bằng cái bàn uống nước mà bên trong nó lại là một không gian vô cùng rộng lớn. Đến bây giờ họ mới chịu tin những lời Dave nói, và dường như những miếng bìa cắt tông này đã biến thành quỷ. Nick mới chỉ chạm vào nó mà tay anh đã bị đứt, thậm chí những giọt máu của anh đã bị tấm bìa cắt tông hút sạch không để lại một chút dấu vết. Thấy nơi này không hề đơn giản nên mấy người đã quyết định sẽ đi cùng nhau để tìm Dave. Lúc này họ đã tìm thấy một nút bấm. Không ngờ đó lại là cái bẫy làm Nick tí mất của quỷ. Sau khi tiếp tục di chuyển thì họ đã đi vào sâu bên trong và đến một căn phòng đầy những lá bài và cả những bức hình kỳ lạ. Đi tiếp vào trong thì đến một căn phòng âm nhạc, hành lang của nó được làm từ những phím đàn khổng lồ. Annie tò mò đã chui vào một phím đàn màu đen, đến khi mọi người tưởng Annie đã biến mất thì cô lại chui ra. Điều đó chứng tỏ nó vô hại nên nhóm người bọn họ đã cùng nhau chơi đùa ở đó. Nhưng một lúc sau đã có vô số những sợi dây vải đầy màu sắc bay ra. Đi theo nó thì họ đã đến một căn phòng đầy giấy, bên trong đó còn có một đầu quái vật khổng lồ liên tục phun giấy ra ngoài và cả những con hạc giấy bay lơ lửng trên không. Cứ tưởng nó chỉ là giấy nên chúng vô hại, ai ngờ ngay sau đó một con hạc giấy khổng lồ đã tấn công bọn họ. Cánh cửa thoát ra cũng đã tự động đóng lại. Thế là họ đã liều mình chui vào mồm con quái vật phun giấy. Không ngờ đó lại là lối ra giúp họ thoát khỏi căn phòng đó. Và giờ họ đã thực sự nhận thấy sự nguy hiểm của mê cung này. Cứ tưởng ở im sẽ không sao, ai ngờ lúc này một chị mập đã vô tình dẫm phải bẫy ở dưới sàn. Ngay sau đó những bánh răng cũng bắt đầu hoạt động, điều khiển chiếc búa cắt đứt một sợi dây, để rồi ngay sau đó một con dao đã bay thẳng vào cổ chị mập, làm mọi người sợ hãi vội bỏ chạy khỏi đó. Bên này đã có hai người tách ra đi lẻ để khám phá. Không ngờ trong lúc di chuyển, người đàn ông đã mắc phải một cái bẫy, để rồi khi người còn lại tìm thấy thì anh ta đã hẹo. Điều này làm cho cô gái đó vô cùng sợ hãi, vội bỏ chạy về chỗ những người còn lại. Nhưng đến khi đưa mọi người quay lại đó thì lại không còn thấy xác của thanh niên đó đâu. Mọi người liền suy đoán ở bên trong mê cung này có tồn tại một con quái vật, vì để sớm thoát khỏi mê cung kinh hoàng này, Annie đã dùng dao để cắt một lỗ hổng chui ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa chạm dao vào giấy thì những cơn gió lớn cũng bắt đầu nổi lên, dường như đang có một thứ gì đó đang lao đến đây. Cũng may Annie đã kịp tạo ra một lỗ hổng rồi chui sang phòng bên cạnh. Nhưng một cô gái vì quá hoảng loạn mà vẫn đứng im ở đó, để rồi cô ta đã bị một thứ gì đó vồ lấy. Thì ra đó chính là một con quái vật đầu trâu mặt ngựa trong mê cung này. Nhưng trong quá trình bỏ chạy, những người còn lại đã tìm được Dave. Bọn họ liền trách móc Dave vì anh ta là người tạo ra mê cung này nhưng lại không biết đường ra. Dave cũng chẳng biết phải giải thích tại sao, bởi vì anh cũng không thể ngờ rằng nó lại xảy ra chuyện này. Giờ trách nhau thì cũng chẳng giải quyết được gì, thế là họ chỉ có thể cùng nhau tìm đường thoát khỏi đây. Lúc này Dave đã dẫn mọi người chui vào một đường ống, nhưng không ngờ đến căn phòng tiếp theo thì họ đã biến thành những người giấy. Đến khi họ tiếp tục di chuyển thì một lưỡi diều đã rơi xuống, cũng may họ đã né được. Tiếp theo đó là vô số những mũi phi tiêu lao về phía họ. Đen đủi hơn là con quái vật đầu trâu kia cũng đã đuổi
đuổi đến nơi, mọi người liền cùng nhau bỏ chạy qua một căn phòng khác và căn phòng đó đã giúp họ lấy lại hình dáng của con người. Dave nhanh trí dùng một tấm vải để che lối đi lại, nhờ thế mà con quái vật mới không phát hiện ra họ. Lúc này họ lại đi đến một căn phòng tràn đầy sắc màu. Dave nói đây chính là nơi an toàn nhất của mê cung, còn có cả TV để xem phim, nhưng cho dù như thế thì họ cũng không thể ở đây mãi được. Nếu không tìm cách thoát khỏi đây thì sớm muộn gì họ cũng chết đói. Thế là họ lại lên đường tìm lối thoát. Lúc này họ đã đi đến một căn phòng có đốm sáng thu hút người. Cũng may Dave kịp ngăn cản mọi người chạm vào vì đó là một cái bẫy. Dave từng chạm vào nó để rồi tay anh đã bị biến thành giấy. Họ không ở lại đó lâu liền tiếp tục di chuyển. Cuối cùng thì họ cũng đã đến được lối ra, nhưng không ngờ họ vẫn không thể thoát được khỏi mê cung này. Lý do là bởi vì nó đang dần lớn lên. Đến lúc này Dave mới bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cứ tưởng mê cung do anh tạo ra thì anh có thể đưa mọi người thoát khỏi đây. Ai ngờ càng ngày nó càng vượt quá tầm kiểm soát của anh. Giờ anh cũng chỉ còn cách đó là xin lỗi mọi người. Thấy Dave không cố ý nên mọi người cũng không trách anh nữa. Cô vợ cũng luôn ở bên động viên để anh vực dậy tinh thần và tiếp tục dẫn mọi người tìm đường thoát. Còn quái vật thì vẫn không ngừng đuổi theo họ. Họ cũng chỉ còn cách đó là dán miếng vải lên cửa lối đi. Nhưng trong lúc mọi người chuẩn bị rời đi thì miếng vải lại bung ra. Thấy vậy Nick chỉ có thể lấy hết can đảm đến dán lại miếng vải, nhưng không ngờ tay anh đã bị dính luôn ở đó. Còn quái vật thì liên tục đập phá tìm cách chạy sang căn phòng của họ. Cũng may anh mập đã giúp Nick lấy cánh tay ra, rồi họ lại tiếp tục cùng nhau bỏ chạy. Giờ cứ bỏ chạy mãi thì cũng không được. Muốn thoát khỏi đây thì chỉ còn cách là phải phá hủy mê cung. Mà muốn phá hủy được nó thì họ phải đi đến trung tâm. Sau khi bàn kế hoạch xong, bọn họ liền hành động, cùng nhau lên đường đi tìm tâm của mê cung. Nhưng lúc này họ đã tìm thấy một người giấy. Đó rất có thể là bộ não của mê cung này. Và những câu nói của cô ta dường như đều đã được lập trình từ trước. Nó liên tục dụ mọi người đến gần nó. Và tất nhiên là bọn họ không để cho bộ ta lừa mình. Giờ họ phải gấp rút phá hủy mê cung này. Thế là họ đã để nhóm người quay phim ở lại trông chừng mụ người giấy kia. Họ phải liên tục trò chuyện để phân tán sự chú ý của mụ. Để đây cùng với Annie có thời gian chế tạo cỗ máy phá hủy mê cung. Sau một hồi cố gắng thì hai người họ đã thành công chế tạo cỗ máy đó. Giờ sẽ là lúc đưa cỗ máy này đến khu trung tâm để phá hủy mê cung. Nhưng giờ tìm đường đến đó quả thực rất khó. Thế là Annie đã dùng một thanh kiếm để tạo lỗ hổng trên tường giấy. Chỉ cần xuyên qua vài bức tường là họ sẽ đi được đến khu trung tâm. Ngay khi cô chọc kiếm vào tường thì mụ người giấy kia liền cảm thấy đau đớn. Nhân cơ hội đó, những người còn lại liền quăng sợi dây quấn vào cổ mụ ta. Nhưng ngay sau đó mụ ta đã biến thành một bàn tay khổng lồ, rồi bắt đầu kéo sợi dây về phía đó. Không may anh quay phim đã bị sợi dây cuốn vào chân. Vì thế mà anh ta đã là người xấu số tiếp theo. Mà lúc này Dave cùng với Annie cũng đã đi được đến khu trung tâm. Toàn bộ người còn sống cũng đều chạy đến đó. Họ liền khởi động cỗ máy phá hủy mê cung mà Dave chế tạo. Ngay sau đó toàn bộ mê cung đều rung chuyển. Nó đang dần sụp đổ hoàn toàn. Để rồi đến khi những người còn sống tỉnh lại thì đã thành công trở về phòng khách nhà Dave. Điều đó cũng có nghĩa là họ đã thành công thoát khỏi mê cung giấy mà Dave đã tạo ra. Và giờ mê cung đó chỉ còn lại là một đống giấy vụn. Mọi người liền cùng nhau thu dọn, rồi để cho Dave đem vứt toàn bộ số giấy đó. Chắc hẳn từ nay anh sẽ không bao giờ tạo ra một mê cung như vậy nữa. Nhưng không ngờ là con quái vật đầu trâu kia vẫn chưa chết. Đó có lẽ là dấu hiệu cho thấy sắp có người khác lại tạo ra mê cung giống như Dave. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!